Lưu, rất nhiều người thắc mắc muốn biết. Muốn biết cái gì? Là con được bao nhiêu tuổi rồi? Xin tự giới thiệu, Lưu được 11 tháng tuổi rồi. Nặng bao nhiêu ký? Nặng con dê ký. Dê ký là sao mày? Hỏi mày bao nhiêu ký tự nhiên trả lời dê ký. Con dê nặng 35 đó ông nội. 35 ký. Trời ơi, mày có bạc quýnh đề nữa luôn ha. Hay ha, quýnh đề nữa ha. Quýnh nào quýnh, tôi ghét nhất là ai quýnh đề á. Cờ bạc này nọ tôi ghét lắm. Ủa mà hôm nay cuối tuần rồi sao không đi chơi con? Đi quẩy không? Vô vũ trường ba lắc lắc đồ chơi con. Hả? Đi đâu? Ba đồ chơi lắc lắc đồ chơi. Thôi, không có thích. Phức tạp. Có gì đâu phức tạp hả? Trời ơi, vô trỏng ngồi nhậu xíu, đứa nào cũng sung lên á. Sung lên rồi sao nữa? Thì sung lên đứa nào cũng muốn tỉ thí hết trơn á. Rồi, vậy con có tỉ thí lần nào chưa? Thằng này nó ơi, chưa kịp tỉ là tôi chạy mất dép. Mất dép. Trời đất ơi, coi nó anh hùng ghê chưa kìa. Chạy là giỏi à. Nói chứ chưa có đi lần nào ông ơi, chưa đủ tuổi sao đi. Mới 11 tháng tuổi à, chưa có hộ chiếu chứng minh nhân dân gì hết. Đi bị kiểm tra chết luôn á. Đâu, bây giờ người ta đâu kiểm tra mấy đó con, người ta kiểm tra khác không à. Kiểm tra cái gì? Đó, người ta kiểm tra này nè, khỏi cần chứng minh, khỏi cần hộ chiếu gì hết. Ủa sao kỳ à, hay à? Ừ, thiệt mà. Ngược đời. Không có ngược đời đâu con, thiệt. Đó, nè người ta kiểm tra này thiệt. Ê ông đừng quay nữa được không? Mắc cỡ lắm. Quay cho đã xong mình tung lên mạng tôi luộc ông á. Mà thấy bự không? Sao có chút xíu vậy luôn? Chút xíu ấy con khỉ á. Con mắt ông chút xíu thì có. Bự chập á về kia chút xíu. Thiệt. Cái này vô ta kiểm tra là người ta biết mày chưa đủ tuổi liền á luôn. À bây giờ hiểu rồi. Thì là nhìn này cũng biết mấy tuổi nữa hả? Đúng rồi, mày có chút xíu à. Ông đừng nói lớn được không? Kệ tôi đi. Tôi nhỏ từ bự đó là chuyện của tôi. Ông cứ chỏ chỏ cho chỏ ông chỉ vô quay hoài à. Quay cho đã xong còn nói tôi có chút chiếu. Ờ không thấy trứng cút đâu vậy luôn. Lông nó che lại rồi. Thôi ông đừng có quay nữa, mày mắc cỡ quá. Đừng quay nữa. Mày để cho tao quay để tao kiếm vợ cho mày nữa. Ba tung lên mạng một cái là bảo đảm mày có vợ liền à. Ừ vậy quay liền đi, quay sát sát vô. Đó, nè, thấy không? Bự ha. Bự không? Lưu à, hút cái cho tỉnh đi con. Nè, nữa, lại hút thuốc nữa. Nói bỏ mà. Bỏ ông ơi. Không, con làm ngao luôn cho tỉnh con ha. Làm ngao xong rồi coi kỹ lại hàng họ của mình đi. Ừ tôi có chút xíu á, thì sao? Ráng ăn cho bự lên đi. Ông đừng có dụ tôi hút thuốc là tôi bự ha. Mày cứ nói bậy bạ mà. Nè làm điếu cho tỉnh. Nè làm ngao đi con. Nè. Thôi. Đồ để tôi quay tiếp đây. Trời ông lớn rồi chứ kỳ ông Khang quay hoài quay khác đi. Đừng quay chim tôi nữa. Trời, tao mắc cười. 11 tháng tuổi sao nhìn mày có chút xíu vậy luôn. Kỳ vậy? Vậy chứ lúc ông 11 tháng tuổi ông bự bằng tôi không? Tao khác mày khác chứ sao so sánh được mày. Đâu coi kỹ là coi. Coi. Chẳng hẳn à coi. Chẳng hẳn à. Nhanh lên. Tôi hứa với ông tôi mà thoát được ra ngoài tôi cắn một phát cho ông rụng nụ luôn á. Ha. Chê tao nhỏ. Bự chảng như dài sọc chứ kia tao nhỏ. Ba nghĩ cái kiểu này dù có tung lên mạng cỡ nào chắc không có con nào chịu con được luôn ơi. Nhỏ quá đâu ai chịu. Trời ơi ông chọc tôi không à. Tôi nhỏ nhưng mà tôi đọc nghe. Đọc lắm. Có tuyệt chiêu có bài bản á nè.